Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 6. Ở bài này chúng mình cũng sẽ ôn lại móc đơn nhưng chúng ta sẽ ứng dụng ở trong loại nhịp 3, 4. Và bài Through The Wood thì chúng ta sẽ được nhìn thấy là ô nhịp đầu tiên thiếu phách. Nên là khi mà cô đọc phách ở phía trước thì các con nghe xem là cô đọc như thế nào nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con phần nốt nhạc của bản nhạc này. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Son, do, mi, son, fa, mi, do, do, re, fa, mi, re, do, si, son, son, do, mi, re, do, si, la, fa, la, son, do, si, do, hai. Đó là phần nốt nhạc của bản nhạc này. Khi các con nhìn lên màn hình và các con đọc nốt nhạc thì các con hãy quan sát về vị trí nốt nhạc được ghi ở trên bản nhạc. Không nên học thuộc bắt chước cô bằng cách là cô gọi tên giai điệu nhé. Chúng ta cần phải phát âm được cao độ và tên của nốt nhạc kèm với vị trí được ghi ở trên khuôn. Điều này rất quan trọng cho các con chơi ở những bài khó hơn tiếp theo nhé. Sau đây cô sẽ làm mẫu ở trên đàn cho các con nghe phần tay phải, tay trái và khi cô chơi mẫu với nhạc beat nhé. Bài học Through The Wood chúng ta vẫn tiếp tục đặt hai tay ở vị trí đôi trung tâm. Vậy bây giờ cô sẽ bắt đầu với khóa son. Nhịp 3-4 cô sẽ lấy đều. Và cô sẽ chơi. Ở đầu tiên là các con có nhìn thấy là có hai dấu lặng đen thì cô sẽ đọc khi cô chuẩn bị nhé. 1, 2, 3, 1, 2, lặng, lặng. Mi, son, fa, mi, do, lặng. Re, fa, mi, re, do. 1, 2, 3, lặng. Mi, re, lặng. 1, 2, 3, lặng. Do, lặng. Đó là phần chơi của khóa son. Tiếp theo là phần chơi của tay trái khóa fa. 1, 2, 3, 1, 2. Son, do, lặng, 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 lặng. Do, 1, 2, 3. Si, son, son, do, lặng. Do, si, la, fa. Si, lặng, lặng. Như vậy là hết bài của phần khóa fa. Bây giờ cô sẽ chơi hai tay cùng một lúc với nhau. Ở bản nhạc này có ô nhịp đầu tiên thiếu số phách thì cách đếm của chúng ta khi có nhạc sẽ đếm như sau. Cô sẽ làm mẫu trước một lần. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Son, do, mi, son, fa, mi, do. Đó là một bài hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Và tiếp theo thì cô Vân sẽ chơi cùng với đại nhạc tốc độ chậm và nhanh. Một, hai. vậy, cô đã hoàn tất xong phần trình bày bài Through The Wood. Các con luyện tập bản nhạc này lưu ý phần đếm nhịp phía đầu tiên nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Và sau đó bắt đầu chơi cùng với nhạc beat. Như vậy thì mình mới có thể chơi đúng nhạc được. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo. Chào các con.